Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất và sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày mùng 10 tháng 7 trao đổi với tuổi trẻ online, lãnh đạo Bệnh viện Hữu Nghị xác nhận ông Tuấn bắt đầu thực hành tại bệnh viện từ ngày mùng 1 tháng 7 để được cấp giấy phép hành nghề theo quy định. Vị này cho hay sau khi nhận được đơn xin thực hành của ông Tuấn, bệnh viện đã chấp nhận hiện ông đang thực hành tại bệnh viện để được cấp giấy phép hành nghề theo đúng quy định. Trước đó ông Tuấn bị tước chứng chỉ hành nghề sau vụ án nhưng không bị cấm hành nghề sau khi chấp hành bản án. Vì vậy theo quy định ông phải thực hành trong vòng 12 tháng để làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mới. Khi đáp ứng đầy đủ quy định về khám chữa bệnh, ông Tuấn có thể trở lại khám chữa bệnh cho người dân. Trước đó tháng 4 năm 2023, hội đồng xét xử đã tuyên bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn mức án 3 năm tù và không bị cấm đảm nhiệm chức vụ hay cấm hành nghề sau khi chấp hành bản án. Ông Tuấn từng làm giám đốc hai bệnh viện lớn là Bạch Mai và Tim Hà Nội. Ông Tuấn là bác sĩ có chuyên môn cao là chuyên gia đầu ngành về tim mạch. Trong báo cáo đánh giá tác động dự án Luật Dân số đang được lấy ý kiến Bộ Y tế cho biết, dự luật đặt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế 2,1 con trên một phụ nữ trên phạm vi cả nước. Dự luật sẽ không quy định số con đối với mỗi cặp vợ chồng mà trao quyền quyết định cho mỗi gia đình gắn với trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy con tốt. Đây là thay đổi căn bản so với pháp lệnh dân số, văn bản pháp luật hiện hành quan trọng nhất về dân số, quy định mỗi cặp vợ chồng cá nhân sinh một hoặc hai con trừ trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định. Theo Bộ Y tế, trao quyền quyết định số lượng con cái cho các ông bố bà mẹ sẽ tránh được tình trạng mức sinh xuống quá thấp, gây giả hóa dân số, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội. Trong dự án luật dân số đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề nghị bổ sung quy định cấm lựa chọn giới tính thai nhi và tăng chế tài xử phạt với hành vi này. Cơ quan chức năng tập trung thanh tra xử lý các tổ chức cá nhân lạm dụng công nghệ kỹ thuật để lựa chọn giới tính khi sinh. Ngoài tuyên truyền vận động người dân, Bộ Y tế cũng đề xuất đưa nội dung xóa bỏ phân biệt và định kiến giới lồng ghép vào chương trình giáo dục quốc dân, hương ước, quy ước của thôn, ấp, bản, tổ dân phố. Chính phủ quy định trách nhiệm cơ quan tổ chức và cá nhân tại các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh thành với hành vi lựa chọn giới tính thai nhi. Theo Nghị định 117-2020 về sự phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, tổ chức cá nhân bị phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng nếu chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc, áp dụng phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn. Cơ sở y tế, nhân viên y tế vi phạm quy định trên có thể bị đình chỉ hoạt động tước quyền sử dụng giấy phép hành nghề đến 3 tháng cơ quan soạn thảo dự kiến trình quốc hội cho ý kiến dự thảo luật dân số vào kỳ họp thứ 10 năm 2025. Để kiểm soát thị trường củng cố niềm tin cho người dân, vào đầu năm vừa qua luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi chính thức có hiệu lực, từ đầu tháng 7 đối với sản phẩm bảo hiểm đầu tư, hoa hồng chi trả cho đại lý chính thức áp mức thay đổi Năm đầu tiên giảm xuống còn 30%, năm thứ hai tăng lên mốc 20%. Nhiều năm tiếp theo, giữ mức 10%, góp phần tránh trường hợp đại lý nhảy vào bán vài hợp đồng rồi bỏ khách hàng. Đây cũng là cơ hội để thanh lọc hệ thống bán hàng. Cụ thể, lúc trước thị trường có khoảng 700.000 đại lý bảo hiểm, có lẽ tới đây giảm xuống còn khoảng vài 300.000. Những người không xứng đáng phải ra đi, những người muốn trụ lại với nghề, phải đào tạo về trình độ, đạo đức, nghề nghiệp. Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua quy định việc xe máy sẽ phải thực hiện kiểm định khí thải. Cụ thể, Điều 42 về đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, quy định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải được kiểm định theo quy định của pháp luật. Việc kiểm định đối với xe mô tô, xe gắn máy chỉ thực hiện kiểm định khí thải, được thực hiện tại các cơ sở kiểm định đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo lộ trình, việc kiểm định khí thải xe máy sẽ thực hiện theo luật bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo quy định của luật này, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ là cơ quan chủ trì phối hợp cùng Bộ Giao thông Vận tải, xây dựng trình chính phủ để ban hành quyết định lộ trình thực hiện.